lăng. Quá đẹp nha. 8 mét mấy bề ngang, tàu cái, cabin 3 tầng. Còn trụ hàng hải luôn. Ghe xài xa. Xa Yakuro nha. Dài 26-27 mét nha cả nhà. Này là lết bay luôn nha, hai nghề. Bô lửa inox. Trong vỏ đó ông làm gì vậy? Chiếc này là nó chứa trên 120 tấn nha cả nhà. Tàu đực đây. Tàu đực này 5 mét mấy nha. Chiều dài cỡ 21 mét đổ lại nha. TS, không có sàn khô. Cái này cỡ 5m4 đổ lại nha cả nhà. Cabin 2 tầng. Xài một bên mắng neo. Xa Yakuro. Cậu bốn chân. Cái ông vỏ đó ông làm gì đẳng gì trời. Có chuyện gì thì không biết nữa. Quá trời chiếc thu mua. Cabin 3 lần. Không có để tên. Này bự quá. Dàn mát 8 chân. Bề ngang của em này là theo mình đoán là khoảng 6,5 m đến 6,9 m nha, khoảng đó đó nha. Quá bự. Chiều dài 28-29 mét. Chiếc này tầm hạ của nó là 4 mét mấy á. Quá trời. Ô này của năm đậm nha. Quá đã. Tay đồi cao. Lưới xù nha. 5 mét mấy bề ngang. TS. Lái đôi lỡ nha. Lái đôi thấp á. Cabin 2 tầng. Không có dàn mát. Chiều dài thì khoảng 19 mét đổ lại nha. 19 mét trở lại. Phía sau có hai cái bồn nước nữa.
Cái chiếc tàu cái này mới lán đá xong nha. Bây giờ nó sẽ rời bến để coi anh Tài Công lái như thế nào. Bề ngang của chiếc này thì 6 mét đổ lại nha cả nhà. Lấy cái dao cạo ra đi. Giờ bên hông rồi. Chiếc này nhìn là biết gò má xị vuông rồi nha. Mẫu đề mới 95513. Mới đóng đây vài năm thôi nha. Sàn khô 4 chân, cabin 3 tầng. Chiều dài của nó thì 24-25 mét. Xài lô bả. Mới lấy đá xong. Chiếc này là nó chứa trên 100 tấn nha. Chứ là chiếc thu mua Tú Lan đó. Quá khẩm. Khẩm mũi nhọng lái. Bây giờ đã chạy 14 tour, 16 tour không nha. Tiếng máy này chạy chắc nghe tiếng giống giống SRR quá. Giống Mitsubishi SRR. Quay vô lăng. Minh Trí 32. Quá trời. Chiếc này tàu đực nha cả nhà. Bự quá. TS. Xài lô bả, cabin 3 tầng.
6 mét đổ lại nha. Thật sự ghe mình cũng không biết chính xác kích thước đâu. Kích thước chính xác chỉ là có chủ biết thôi. Thì chiếc này là 6 mét đổ lại ha. Cặp chủ hãng lấy đá quá. Đàn khô hai chân. Có nuôi một em chó mực. Xài lô bả. Chiếc này dài 24-25 mét khoảng đó đó. Mình coi ảnh chỗ tài cặp vô đây như thế nào. Nước thì cũng đang chảy nha. Đưa cái mũi về đây nè, mới xây đá được nha.